Đôi tay đen sạm, gân guốc, hằn lên những vết của thời gian. Ông Trần Văn Nam, 61 tuổi, người đã có hơn 30 năm làm nghề trồng hoa ở ấp An Khương, vẫn đang dồn công sức vào chăm sóc cho vụ hoa Tết. Có thể nói ông Nam là một trong số những người đầu tiên làm nghề trồng hoa ở địa phương. Ban đầu chỉ là hoa hoại trắng, dần dần nhiều người cùng trồng và mở rộng ra thêm. Đến nay có khoảng 100 hộ trồng hoa. Theo ông Nam chia sẻ, từ hồi trồng hoa đến giờ, riêng ông chưa bao giờ bị ế hoa, nhưng nếu bị sâu hại quá nhiều, chết hạt giống hoặc giá thành vật tư tăng cao thì sẽ bị lỗ. Không chỉ có ông mà con cái trong nhà cũng theo nghề trồng hoa. Tôi biết trồng bông hồi trước thì thọ thì ít, trồng quệ ra đây giá là năm 92 đó. Trồng vụ Tết rồi ngày thường thì mình cạnh tranh qua bán không lợi qua Đà Lạt nó xuống đâu. Năm nay tôi trồng khoảng này nọ chắc 3.000 mấy à. Năm nay khó khăn cái đầu vụ thì bị chuột. Ăn giống của tôi hết là 1.000 mấy rồi. Nhưng mà giá cả giờ mình cũng chưa biết sao, thì thị trường nó lên tùm lum rồi mà hôm qua mình chắc không có lên được chút nào đâu, nó ngay chút đỉnh thì có. Có lẽ với người đã gắn bó với nghề trồng hoa lâu năm như ông Nam thì những khó khăn này đã trải qua không ít. Ông có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để xử lý, giúp hoa phục hồi. Thế nhưng những khó khăn về giá cả, thương lái, đầu ra vẫn là niềm trăn trở không chỉ của riêng ông mà của tất cả bà con trong làng hoa. Trên dưới cả trăm hộ. Thì số lượng bông là cũng khoảng cả 100.000 thiên đó chứ. Thì số lượng năm nay thì nói chung ra trồng cũng khá nhiều. Phân bón gom là bà con mua cũng rất khó, giá cả rất cao. Nói chung ra cái đầu ra đó thì nó cũng hơi khó khăn. Mà nhưng quan trọng nhất cái giá cả thôi. Chứ bông không bao giờ mà bỏ tại vườn đâu. Năm thì giá nó thấp đi đụng hàng với xe đét rồi. Thị trường mỗi ngày một cạnh tranh, người trồng hoa cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Thế nhưng họ dường như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Giỏ hoa Tết chỉ là một phần công việc đem lại thu nhập, vì họ vẫn còn nghề trồng vườn, rau màu các loại. Thế nhưng trồng hoa Tết đã gắn với họ suốt mấy chục năm qua, nên dù có biến động thăng trầm, họ vẫn trồng hoa Tết. Trồng hoa Tết thì cũng bất bên. Nói chung là cũng tùy năm. Mình thuê bãi để bán thì cái giá thuê nó cũng cao. Năm rồi thì cũng được đảng, nhà nước quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là chỗ cây cầu KH3. Thì để thuận tiện hơn cho việc giao thương hàng hóa như bông Tết. Chứ những năm trước chưa có cầu rồi đường thì chưa có mở rộng. Thì bà con phải thuê bãi bên sông rồi từ đây mình vận chuyển qua sông rồi để ở bãi đó. Rồi xong thương lái sẽ là chở thì cái chi phí nó sẽ thêm nữa. Hội nông dân cũng mong rằng là được nhờ được hỗ trợ khoa học kỹ thuật rồi đầu tư vốn. Để cho nông dân ở đây mở rộng được cái thị trường hoa Tết của mình. Thu nhập bình quân của người trồng hoa rau màu ở An Khương khoảng 65 triệu đồng một năm. Công việc suốt ngày luôn tay luôn chân, chăm bẩm gắn với hoa, với trời, với đất. Với những người trồng hoa, không chỉ là làm nghề mà còn góp thêm nét đẹp cho đời. Dẫu hoa có nở có tàn thì họ cũng là những người góp phần công sức mang đến những mùa xuân. Thưa quý vị và các bạn, với rất là nhiều những cái khó khăn trước mắt thì vụ hoa Tết năm nay bà con vẫn chưa chắc chắn là giá hoa sẽ như thế nào hay là đầu ra như thế nào. Nhưng mà một điều rằng là làng hoa An Khương đã có hình thành từ hàng chục năm nay và bà con vẫn rất yêu nghề và giữ nghề.